Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì ở trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện một số câu lệnh nâng cao ở trong số quốc. Thì trong bài học hôm nay chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh split kết hợp với câu lệnh đó là move copy body để chúng ta có thể tạo ra được những cái biên dạng đặc biệt như thế này. Ví dụ như ở trên này thì chúng ta có thể thấy đó là khi mà chúng ta nhận được một cái bản vẽ từ khách hàng, đúng không ạ? Người ta chuyển cho chúng ta một cái file đuôi trung gian. Nhưng mà hiện tại cái chi tiết đang là có định hình như thế này, dạ, có cái hướng chiếu isometric như thế này. Và cái đối tượng ở đây chúng ta có thể thấy này, ở cái feature này thì cũng nó là quay xuống dưới. Nhưng mà bây giờ yêu cầu thực tế chúng ta cần phải thay đổi là cái vị trí này. Bây giờ chúng ta phải xoay ngược lên trên chứ không phải quay xuống dưới. Đó, thì chúng ta cần phải làm như thế nào? Hay là chúng ta phải đi vẽ lại, đúng không ạ? Chúng ta phải đi vẽ lại hay là báo cho nhà cung cấp người ta gửi lại bản vẽ hoàn thiện như cái bên này, đúng chưa? Thì bây giờ có cách nào để chúng ta có thể chỉnh sửa, đúng không? Chỉnh sửa từ cái body trước đó và chuyển qua một cái body này không, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện những cái câu lệnh nâng cao để giúp cho các bạn có thể là edit lại cũng như là chỉnh sửa lại cái body chúng ta quay lại răng từ xuống dưới mà quay lên trên, được chưa? Rồi, ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thao tác luôn ha. Ở trên này khi mà chúng ta nhận được một cái file đuôi trung gian, chúng ta có file như thế này, được chưa? Rồi, yêu cầu bây giờ chúng ta sẽ cắt ra, chúng ta sẽ dùng lệnh split cắt cái đoạn này ra, chia nó ra thành hai cái body riêng biệt, được chưa? Thì để cắt được cái body này ra thì chúng ta cần tạo một cái mặt phẳng đi qua cái vị trí, qua cái điểm này và song song với một cái mặt phẳng phân hay là một phẳng là đối xứng nào đó thì chúng ta có thể lựa chọn để chúng ta có một cái mặt phẳng ở đây, được chưa? Rồi thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái mặt phẳng thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình vào thẻ là feature này. Các bạn sẽ sổ cái phần đó là reference này ra, các bạn chọn cho mình đó là có lệnh plane. Thì chúng ta có thể tạo mặt phẳng ha. Chúng ta có thể tạo mặt phẳng trên câu lệnh plane này. Rồi đầu điều kiện thứ nhất thì chúng ta sẽ cho nó đi qua cái điểm trên này. Đây chúng ta sẽ có cái điểm này ha, đi qua cái điểm này. Và điều kiện thứ hai chúng ta chỉ cần là cho nó song song với một cái bề mặt nào đó hướng với lại bề mặt là mặt phẳng màu vàng này thôi. Chúng ta có thể lựa chọn bề mặt này hay là bề mặt này hay là mặt phẳng phân, được chưa? Thì ngay lập tức trên này nó đã tạo ra chúng ta một cái mặt phẳng đi qua cái điểm này song song với mặt phẳng này. Đây mặt phẳng xanh xanh chúng ta có thể thấy. Và khi mà chúng ta sử dụng câu lệnh plane này thì các bạn thực hiện chọn các điều kiện làm sao để trên này nó sẽ xuất hiện màu xanh, thì khi đó nó đã đủ cái điều kiện cho các bạn thực hiện để tạo một cái plane ha. Rồi sau khi chúng ta tạo plane xong chúng ta sẽ lựa chọn ok. Tiếp theo bây giờ chúng ta làm sao để chúng ta cắt đối tượng này, một cái đối tượng này thành hai cái body riêng biệt, thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh split, đúng không ạ? Đây chúng ta sẽ vào thẻ insert này, ta sẽ chọn đến phần feature và các bạn sẽ lựa chọn cho mình câu lệnh ở đây split đây. Chưa? Các bạn sẽ chọn vào cho mình câu lệnh trên này. Ở trên này phần trim tool thì các bạn sẽ lựa chọn vào cho mình cái mặt phẳng plane 2 mà chúng ta vừa mới tạo ở đây. Chưa? Sau khi mà chúng ta tạo xong thì các bạn chú ý cho mình, ở trên này các bạn sẽ có phần cắt bát. Hai, chúng ta sẽ lựa chọn vô. Thì ở trên này nó sẽ cắt cho chúng ta thành hai cái body riêng biệt này, đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta muốn giữ lại cái body nào hay là chúng ta lấy cả hai body, thì nếu như mà chúng ta muốn giữ lại hay là cắt đi, chúng ta sẽ tích vào các dấu tích ở đây ha. Đây mình muốn giữ lại cả hai body, cắt ra cả hai body trên này luôn. Rồi thì mình sẽ tích vào hai body trên này, được chưa? Sau đó mình sẽ chọn đó là ok. Rồi chọn đây là ok. Thì các bạn có thể thấy trên này body hiện tại bây giờ chúng ta đã tạo được ra hai cái, đúng không? Một là body đây, hai là body trên này, được chưa? Rồi tiếp theo thì bây giờ làm sao mà để chúng ta có thể là xoay được cái body này ngược lên trên, xoay được ngược lên trên và cách cho nó một khoảng để chúng ta tạo một cái khoảng trống ở đây. Rồi thì trước tiên mình sẽ là hai cái mặt phẳng này đi. Dạ. Thì để xoay được và cũng như là di chuyển hay là tạo các cái mesh cho nó thì các bạn sẽ sử dụng cho mình câu lệnh đó là move copy body. Thì chúng ta sẽ vào thẻ insert này, và lựa chọn cho mình câu lệnh đó là feature và các bạn sẽ lựa chọn cho mình câu lệnh đó là move copy body ở đây. Chúng ta sẽ lựa chọn vào đây. Ok. Rồi hiện tại ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách có thể các bạn là sử dụng trong một cái câu lệnh move copy body này để cho sử dụng cho cái đối tượng của chúng ta này, có thể xoay ngược lên, xoay ngược lên và
tạo với các cái mặt phẳng này một cách hợp lý. Giờ đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cách đó là xoay cái đối tượng này. Mình sẽ chọn vào cái đối tượng này trên này ha. Mình sẽ chọn vào cái đối tượng này trên này. Thì nếu như các bạn không biết là nó sẽ xoay quanh cái trục nào, đúng chưa? Xoay quanh cái trục nào thì các bạn có thể nắm kéo này, xoay này. Chọn vào cái vòng xoay này, bạn xoay. Đây. Thì nó đang xoay quanh cái trục Z đúng không ạ? Xoay quanh trục Z. Thì các bạn nhìn qua bên này thấy trục Z của chúng ta đang thay đổi góc ở trên này. Giờ thì ở đây chúng ta cần nhập con số làm sao cho nó chính xác. Thì ở đây mình sẽ nhập con số góc xoay là 180 độ thì nó xoay về cái biên dạng này. Giờ nó xoay lại đây. Sau đó thì các bạn sẽ lựa chọn OK. Đấy. Thì như vậy cái đối tượng, cái body chúng ta đã xoay ngược lại 180 độ. Được chưa? Như lúc đầu thì nó xoay xuống dưới, cái phần trên nó xoay xuống dưới và bây giờ nó đã quay ngược lên trên. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta lại là mết lại cái mặt phẳng này. Và cái mặt phẳng này phải trùng lại với nhau. Được chưa? Và cái mặt này nó sẽ là có với cái mặt này một cái khoảng cách đó là 0.75 inch. Được chưa? Bây giờ mình sẽ là tiến hành thực hiện lại cái câu lệnh tiếp theo, đó là thực hiện câu lệnh mu copy body để là mết lại những cái đối tượng chúng ta. Các bạn sẽ vào phần feature ha, chọn đến lại tiếp tục, đó là move copy body. Giờ ở đây thì chúng ta không có xoay nữa, chúng ta sẽ chuyển qua bên dạng là mết. Chúng ta sẽ chọn qua cái option này, chọn qua đây. Thì trên này chúng ta sẽ lựa chọn một cái đối tượng cần là tham chiếu. Giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ lựa chọn đó là tạo cho cái mặt phẳng này và cái mặt phẳng trên này một cái khoảng cách nhất định, đó là 0.75 inch ha. Chúng ta sẽ lựa chọn vào mặt này và mặt trên này. Đấy, thì hiện tại cái phần mềm đang lựa chọn gợi ý cho chúng ta đó là dạng make coincident, có nghĩa là cái mặt này và mặt này dính lại với nhau. Nhưng mà ở đây mình lại muốn đó là make cho nó có một cái khoảng cách dịch ra từ cái mặt này, dịch ra 0.75 inch. Ok, 0.75 inch. Dạ. Thì trên này như các bạn, mình sẽ hướng lên trên này. Đấy, nó đã tách ra chúng ta một cái khoảng 0.75 inch. Rồi, chúng ta sẽ bấm về hướng isometric tiếp theo. Bây giờ là cái đối tượng của chúng ta cần cái mặt này và mặt này dính lại với nhau. Thì các bạn sẽ là lựa chọn vào mặt này và mặt này. Đấy, thì ngay lập tức phần mềm đã add cho chúng ta một cái option, đó là make coincident. Dạ. Thì các bạn sẽ chọn vào câu tính năng, đó là add make. Thì khi mà chúng ta add xong thì nó sẽ là chuyển xuống đây. Những cái câu lệnh mà chúng ta đã add thì nó sẽ liệt kê xuống trước này. Giờ các bạn có thể là chọn vào để có thể modify hay là undo nó đi. Giờ rồi, sau khi mà chúng ta đã dịch chuyển nó ra một cái khoảng 0.75 này và make hai cái mặt này dính chung lại với nhau, thì bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn đó là OK. Được chưa? Thì biên dạng hiện tại bây giờ nó đang hở đúng không? Chúng ta cần kết nối cái vị trí này đến cái vị trí này cho nó tạo thành một cái body thôi. Và ở đây chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh đó là body chut. Và trên cái mặt này thì bây giờ chúng ta sẽ là chọn một cái new sketch. Các bạn sẽ chọn cho mình một cái new sketch. Và các bạn đừng quên chúng ta sẽ có cái câu lệnh convert entity giúp cho chúng ta không cần phải vẽ lại cái đối tượng của chúng ta nữa. Không cần phải vẽ lại cái sketch của chúng ta nữa. Mà chúng ta convert luôn ngay trực tiếp cả cái mặt này. Được chưa? Rồi, ở đây chúng ta sẽ lựa chọn câu lệnh đó là thẻ feature. Chọn câu lệnh body. Rồi, ở đây thì đối với câu lệnh body chut, trong trường hợp này thì bây giờ mình sẽ lựa chọn đó là thuộc dạng là up to next ha, up to next. Ví dụ trường hợp mình ở đây mình không biết được cái khoảng cách từ đến đây là bao nhiêu và mình sẽ chọn up to next luôn cho nhanh ha. Và các bạn đừng quên đó là tích vào dấu tích một resolve để cho nó gộp các cái body lại thành một cái body. OK. Đó, sau đó thì mình sẽ lựa chọn OK trên này. Rồi, như các bạn thì có thể thấy bây giờ cái chi tiết của chúng ta đã được lựa chọn xong ha. Chúng ta đã có được một cái body hoàn chỉnh trên này. Đấy, bằng cách là chúng ta sử dụng câu lệnh split và move copy body, chúng ta có thể xoay lại cái đối tượng chúng ta ngược hướng lại và chúng ta có thể tạo thêm một số cái biên dạng ở đây. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một cái cách nữa ở trong thực hiện luôn ở trong cái câu lệnh đó là move copy body ở trong này. Bây giờ mình sẽ là kéo cái thanh này lên trên này dưới cái thẻ đó là dưới cái câu lệnh đó là split đúng không ạ? Sau khi mà chúng ta đã cắt được cái body này ra thành hai cái body thì bây giờ mình sẽ thực hiện câu lệnh đó là move copy body luôn, một cái cách khác cho các bạn có thể xem ha. Move copy body vào đây. Và trong trường hợp này bây giờ mình không cần phải xoay cái đối tượng này nữa mà mình sẽ lựa chọn là các cái mặt cho nó mate lại với nhau. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ là lựa chọn một cái mặt này
và cái mặt dưới này là hai cái mặt này cần mết lại với nhau đúng không ạ? Đây thì mình sẽ lật ngược lại. Đấy, mình sẽ lật ngược lại. Được chưa? Thì các bạn có thể thấy cái mặt này và mặt này đang mết trùng với nhau. Bây giờ S consonant. Chúng ta có thể là đưa về hướng isometric và chúng ta sẽ chọn đây là S. Và điều kiện tiếp theo chúng ta cần đó là cái mặt này và cái mặt này nó sẽ mết lại với nhau một cái khoảng cách. Được chưa? Chúng ta sẽ chọn vào đây. Mết khoảng cách ở đây. Chúng ta sẽ nhập ở đây là 0.75 inch. Đấy, thì ngay lập tức trên này nó là mết cho chúng ta một cái khoảng cách trên này. Và đây chúng ta sẽ add, chọn là add. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ là mix cái màn này và cái cạnh này cho nó trùng lại với nhau. Đây chúng ta sẽ chọn đây là consonant. Giờ thì cái màn này, cái cạnh này và cái màn này đó là nằm trên một cái đường thẳng ở trên này. Giờ hai cái màn này trùng lại với nhau. Sau đó, sau khi mà chúng ta lựa chọn xong những cái mix này, đưa đối tượng chúng ta về với yêu cầu, chúng ta sẽ chọn OK. Và bây giờ chúng ta sẽ trừ việc là thực hiện có lệnh Body Edge trên cái mặt này. Chọn New Sketch, chọn Convert, chọn Future, chọn Edge Support. Và chúng ta quay lại với đối tượng chúng ta. Đây chúng ta vẫn thực hiện là có lệnh Up to Next, chọn OK. Đấy, như vậy nó đã kết nối được cái body, hai cái body lại với nhau. Và chúng ta có thể xoay cái mô hình trên và tạo ra được một cái biên dạng mới riêng biệt ở trên này. OK, như vậy thì mình đã hướng dẫn cho các bạn có thể sử dụng có lệnh Edit và có lệnh Move Copy Body để các bạn có thể là điều khiển cái mô hình chúng ta, điều khiển cái chi tiết chúng ta làm theo ý muốn chúng ta, được chưa? Mà không cần phải vẽ lại. OK, như vậy là video của mình đến đây đã kết thúc. Nếu như các bạn thấy video hay, đừng quên like, share và subscribe kênh. OK, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.